Xin chào các bạn. Hiện tại thì Khoa đang tạo hình nhân vật để ngày mai Khoa quay một cái sản phẩm mà Khoa đã ấp ủ và bỏ tủ bấy lâu nay. Thì một khi mình đã tạo hình rồi thì sau đây Khoa cũng xin quay một cái clip vui vui để mọi người mở coi, thì một là mất ngủ, hai là gặp ác mộng. cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ cái sản phẩm mà Khoa sắp ra trong thời gian tới đây. Thì sau đây thì để mọi người vui vui thì Khoa sẽ gửi tặng mọi người một cái bức thư tình mà hồi cấp 3 Khoa đã thức đêm thức hôm để gửi tám cái em ở lớp bên cạnh. Ngày Khoa viết thư này mọi người ạ. Phụng thiên thừa vận, anh nằm chiếu viết thư cho em, xuống dòng mở bài. Em à, đầu thư anh xin chắc chắn với em một điều rằng, trong 75 lên lớp và 85 đúp liên tục của mình thì đây là lần đầu tiên anh cầm bút viết thư cho ai. Lên hôm nay, để viết được cho em lá thư này, anh đã bổ hẳn một tờ giấy lửa bãi bằng và một chiếc bút bi bến nghé 1.600 gần hết mực. Vì vậy, từ đáy lòng già mình, anh rất mong tờ thư này em đọc xong không bị ra nhà vệ sinh quá sớm. Xuống dòng thân bài. Em à, cuộc sống của anh đang yên bình thịnh trị. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc một tuần, thay ra tuần sau mặc tiếp, tức là không giặt đấy, thì bỗng nhiên em xuất hiện. Sự xuất hiện của em, nó như một tia sét đánh rụng lông một con chó, tuy anh không là chó nhưng vẫn bị rụng lông. Em à, người ta thường nói yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không. Anh yêu em ngay từ cái nhìn thứ hai, hôm mà anh dắt bạn trai đi ăn sáng. À nhầm. Hôm mà anh dắt em trai anh đi ăn sáng, nhìn thấy em, thì lúc đó anh biết rằng em đã thuộc về anh. Tình cảm của anh dành cho em không có gì thánh nổi. Em à, giờ ngồi đây, nhìn qua ô cửa sổ hình elip, thấy hai ngôi sao bốn cánh đang hát karaoke trên bầu trời, anh lại nhớ về hình bóng em. Nhất là khi hai ngôi sao bốn cánh đó nó song ca bài, anh nhớ em nhiều lắm. Thì nỗi nhớ của anh dành cho em nó cồn cào và da diết, nên anh mới quyết định vác bút viết thư cho em. Thôi, vác bút viết thư cho em đã đau vai, anh xin dừng bút tại đây. Kết bài, trong tang gia bối rối. À nhầm, trong lúc nghẹn ngào bối rối, có điều gì sơ suất như là sai nỗi chính tả, thiếu dấu hay là khó dịch được ở đâu, ngàn lần mong em lượng thứ. I love you.